Đang có ông chú ở nhà văn lưới đằng kia. Quá trời cả nhà ơi, không dám la lớn. Không dám la lớn cả nhà ơi. Nó vô ba bốn cột cá lóc còn nặng lắm. Cả ký không à. Mà con người mình không có dám nói chuyện lớn, bây giờ làm sao đây ta. Giờ dở lên mà mấy ông kia mấy ông gặp một cái là mất bảy hết. Ba bốn con luôn cả nhà ơi. Mình thấy ba bốn cái đầu lắm, cái nào cũng lấy cả ký không à. Bây giờ chắc để em ở đây cho người ta lên đi, khi nào mình xuống mình xử nó. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Đại Lâm Mộc nha. Hôm nay lại là một ngày đi thăm loài cá của mình đây cả nhà ơi. Đây, vừa mới vô tới là cái khu này mình còn đặt mấy cái cả nhà. Đấy, anh em thấy cái ao đẹp ghê không? Cái ao này thì còn cá nhiều dữ lắm, nhưng mà đặt nó mắc bẫy dữ lắm cả nhà, mắc lờ. Rồi bây giờ cái đợt trước mà mình sửa mấy cái lờ lại ok hết trơn rồi. Hôm nay mà mọi người cùng đồng hành đi thăm loài cá với mình nha. Bây giờ phải lội xuống đó cả nhà. Cả nhà thấy cái dốc không? Cái dốc mà cực kỳ khó đi nha. Không khéo là không té chạy xuống dưới luôn á. Thấy chưa? Ây da, khó đi lắm cả nhà ơi. Đá treo leo. Rồi giờ để mình tắt máy mình bỏ xuống đó cái lát tới chỗ thăm mình mở mình quay cho cả nhà xem nha. Đây, chỗ này mình có đặt một cái nè. Đây đây đây, tới rồi. Không biết là có gì không đây. Hên quá, cái này thì còn. Chỉ sợ mất. Ôi, xuống cả nhà ơi. Có gì không đây? Cái đầu tiên nha anh em. Cái sặc, cái cá lau kiến không anh em ơi. Không có cá lóc à. Cái này chưa có cá lóc. Lau kiến với cá sặc. Rồi sau giờ đẩy bắt ra bớt vài và con cá sặc chứ con cá lau kiến thì mình đặt lại. Cái tiếp theo nha cả nhà. Có gì không, thấy cũng im im rồi. Sao em lưu ta. Mấy cái sạch nhỏ nhỏ không cả nhà ơi. Hai cái mà chưa có gì xảy ra hết nha. Cái này ngon lắm nè, mà không biết có gì không nha anh em. Ủa cha. Ồ. Có hàng nha cả nhà. Có hàng, có hàng. Đó. Tàu ơi. Có cá bóng nè anh em ơi. Cá bóng bệnh kia luôn. Cá bóng riêng con cá rô phi. Có hai con nha cả nhà. Nãy giờ chưa thấy cá lóc nào hết. Wow, con cá bóng ngon quá anh em ơi. Đây, để bắt ra cho anh em xem nha. Ôi, con bự. Cá bóng nè. Quá ngon. Cho nó vô, cho nó vô. Cá bóng này mà kho tiêu một cái ăn cơm hết sảy luôn nha cả nhà. Rô phi.
mấy cái ao này á nó rộng lớn quá, mình đặt nó khó dính anh em, nhưng mà cá ở đây thì ăn nó sạch. Đấy. Đây, cái sặc thầm mấy cá mà mình hốt một đống cá sặc. Rồi giờ để đặt lại qua thăm mấy cái kia cả nhà. Quá trời cả nhà ơi, không dám la lớn. Không dám la lớn cả nhà ơi. Nó vô 3 4 con cá lóc còn nặng luôn. Cả ký không à. Mà con người mình không có dám nói chuyện lớn, bây giờ làm sao đây ta. Giờ dở lên mà mấy ông kia mấy ông gặp một cái là mất bẫy hết 3 4 con luôn cả nhà ơi. Mình thấy 3 4 cái đầu đó, cái nào có lấy cả ký không à. Bây giờ chắc để em ở đây cho người ta lên đi, khi nào mình xuống mình xử nó. Vô rồi anh em ơi, có một cái mà nó vô nè. Trời ơi trời, nãy có người ta cho nên là để im không dám mở lên quay cả nhà, có người ta xịt rồi. Thôi ông mậu ơi, lịch sử luôn anh em ơi. Mấy cái kia nó không chạy mà cái này nó chạy, nó chạy gì nè, nó rung hết trơn cả nhà ơi. Con nào cũng cả ký không à. Rồi 2 4 5 con cả nhà, 5 con. Giờ mình phải dời bên kia mình bắt cả nhà, để một lát ở đây có người ta thấy. Ông kia ông lên cái ông thấy cái mất lợ hết. Đây để bắt cho anh em coi nha, nghe cái lờ cá nó vô nhiều mà có người ta cho nên là không có quay cho anh em câu được. Bây giờ mình không biết sao mình bắt luôn được cả nhà ơi. Có một tay một à. Trời ơi trời, con này không lấy anh em ơi. À. Mấy cái kia cho nó mà không vô, mà cái nào nó mà chịu vô, nó không vô gì đó. Bây giờ để mình dỡ mấy cây này ra rồi mình chút nó ra thôi cả nhà. Mình có một tay à, coi cho mọi người thông cảm nha. Trời ơi nhìn nè. Phương ơi là Phương. Thấy chưa anh em? Nằm nè. Trời ơi. Có một tay một cái cây mà để mình để cái máy quay nó bị gãy anh em, nên là mình phải cầm cái máy quay luôn, đặt hàng nó chưa gửi rồi. Ôi da. Ôi thấy chưa? À, con gì không nè, ngủ đợi nó vô cái nào vô có con cái mà quá. Vô một em ơi ơi, có cái ông kia đâu rồi, lấy ông lên cái mắt bẫy hết. Con thứ hai nha cả nhà hả, còn cả nhà đón cái cầm có giáp đồ nè, cái đầu nó nè. Trời ơi xuống anh ơi, cá lóc này anh em, này là chuẩn hàng đồng nha. Đây con thứ ba đây, thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi anh em ơi. Ba con to ơi, chỉ có con này là nhỏ thôi nè, còn con ở trong nó còn còn kinh khủng nữa cả nhà ơi. À. Đây. Đây. Con này mới thuộc cái hàng lực kinh khủng đó. Nó anh em thấy chưa? Để vô để ngồi. Có người một cái là mất. Mất lợ hết cả nhà ơi. Trời ơi. Đặt lờ này nó ngộ lắm nha cả nhà, cái nào nó không vô rồi thôi nha, mà cái nào nó vô một cái là vô vậy đó. Trời ơi, có một cái, một cái này chắc khoảng 5 kg cả nhà. Cá lóc không à. Ôi, rồi bây giờ để mình gài lại xuống đặt lại cả nhà ơi. Vô khu cái tiếp theo cả nhà ơi. Cái này cái ấy da, cái này cái đợt dầu nó vô cá nhiều quá, nó nặng, nó chìm cái lợ luôn nè cả nhà, nó chìm cái lợ mà cá nó chết.
lên mình đổ một đống rồi nè, thấy không? Xương nè. Hôm nay còn xương nè. Chết mà đổ một đống. Hôm nay không biết là sao đây. Quan trọng là nó còn lờ, thấy không? Hên quá. Thấy cái lờ còn là vui rồi. Ây da, ây da. Còn. Mình nhúng nước lên cá nè mày, để nó khô. Rồi. Khui hàng. Đây. Cà rô. Lào kiến. Rồi ơi. Thôi đỡ đợi luôn được cả nhà. Hôm nay cá nhiều à, giờ dính dài với bà con đợi là sao bắt. Được mấy con cá rô, mấy con lọc kiến với cá sặc. Chưa có cá lóc. Giờ chỉ bắt cá lóc bự thôi. Chỗ đây còn một cái nữa. Cái này ưng ý lắm nha anh em. Không biết có con cá lóc nào không đây thôi. Có gì không, nó thấy em ru, nó trôi ra ngoài luôn. Mình đặt thuốc ở trong. Cá bự không? Cá sặc không cả nhà ô. Cá sặc không à. Quá thứ cá sặc bự rồi. Để mình bắt lại mớ cá sặc kìa nha. Cá sặc. Mình bắt những cái con nào lớn lớn, mình chừa lại một mớ con nhỏ nhỏ cho cá lóc nó thấy nó vô. Cái này cá đợt trước vô được hai con cá lóc với con ếch nè cả nhà. Cái này không biết có gì không đây. Cá gì mà vậy nhâu hết trơn. Cá sặc nữa gì không biết. Cá sặc nữa quá. Ôi ôi. Cá sặc không cả nhà ơi. Thôi trở lại luôn. Trở lại luôn. Còn hai cái nữa xong rồi. Đặt giờ ở đây mình đặt hai cái mà nó bị mất hết một cái. Rồi cái đầu đem thêm một cái nữa chăm vô mà không biết đợt này còn không đây. Còn không đây. Còn. Còn là được rồi. Cá sặc. Cá sặc nè anh em ơi. Cái này vô nhiều quá chẳng phải bắt đâu bớt. Để mình bắt mấy con cá sặc bự bự ra lát qua anh kia. Còn cái cuối cùng mình quay cho cả nhà xem luôn nha. Cái cuối cùng nha cả nhà. Xuống thăm cái cuối cùng nha. Còn một cái cuối cùng nữa. Hy vọng được con cá lóc bự bự nữa nha. Còn. Nhìn thấy cái lờ còn là vui rồi. Còn nha anh em. Nó không vô thì thôi nha, nhưng mà cái nào mà cá lóc nó mà chịu mà vô, có nhiều khi nó mà vô 5-6 con luôn. Mình đặt nguyên một luồng vậy đó, 4-5 cái gì đó.
mà cái nào nó vô vô cái mà lại vô muốn đậy lại, cái nào không vô thôi. Cái sạc xong rồi nghe thấy không? Rồi, giờ để mình đặt cái này vào. Kết thúc một luồng hơn một chục cái. Nãy có mấy cái này vô mấy con cá chơi mà mình để luôn mình không bắt nha cả nhà. Sạc. Còn cá lóc nè. Đó này thấy chưa? Có một cái lợ một mà vô nhiêu cá lóc nè. Với mấy con cá sặc bỏ chung đây. Cá lóc khủng không? Rồi bây giờ để mình sửa cái lợ lại cái dài cả nhà. Chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình nha.